Rồi em xin chào quý anh chị cô bác luôn nha. Thì hôm nay là em bán cái đợt thứ tư này, ngày 3/4/2024. Đó, anh chị em thấy không? Đó, em quay trước này cho để người ta mua hết rồi, không có quay ít số quá. Đó, em bán lát lát, quay rồi cho anh chị em xem rồi đó. Em đưa video rồi đó, bây giờ em chừng ra luôn cho nó có số nhiều cho nó dễ coi. Có bữa này số nhiều, có bữa số ít. À, rồi lấy số nào đó, cái đây Khánh Hòa, cái đây ngày mới, cái đây chuyện đang lét này nè. Đâu rồi, đúng rồi, đang lét này, chiều nay đang lét đây, còn có ngày mới đó. Ở đây nghe thứ hơn này, thứ ba này đang lét thứ ba đó. Khánh Hòa thứ tư này, cho hư số nó ân ý lấy tờ. Có mà đây có cô gì mới nói nè, ông Trương gì ngoài chỗ đây nè, trúng hơi tỷ, ông gì đầu quân ở năm hơi đó, hơi tỷ. Còn ông bọn ổng là trúng được 100 triệu, ngon chứ. Ở nhà cũng có lấy mà lấy nó vô 4 con á, lấy 66 không bả mà 76, còn nó ra 52 à. Cam đông trúng đó. Đây nè. Uống gớm. Mình không hay bằng người ta. Tại nên mình không có cả bữa đó không có cây 52 à. Rồi, cảm ơn nghe. Rồi, chạy. Rồi thì đây, Khánh Hòa quý vị. Khánh Hòa số 90. Đó, ngày 3 tháng 4. Đó, số 20, số 17, số 35, số 59, số 32, số 85, số 67, rồi số 48, rồi số 11. Rồi còn ở đây là Đà Nẵng này có con 42 với con 78 này, 42 38 299 78 75 7 42 đó. Đây là Đà Nẵng nha quý vị, 75 7 42 75 7 42 đó. Rồi thì Khánh Hòa ngày 3 tháng 4 thứ tư, nó có mấy số này thôi anh chị, người ta đưa ít lắm này, đây 90 tờ thôi nè. Mai quán trị nhiều nha anh chị đó. Em bán ở đây là khu vực này người ta đi bán vộ cũng nhiều lắm chị, có cái chị nó đi ố giòn giòn đi xe máy mới qua đó cũng đi bán vộ á đó. Cho nên người ta đi bán vộ rồi cũng nhiều lắm, cho nên là số lượng có khi có ngày bón được chứ có khi lấy nhiều quá bón cũng không hết, cho nên đại lý người ta cũng không đưa nhiều đâu. Đâu, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha, chúc cho anh chị may mắn, chiều nay phát lộc có tài, anh chị nào mua ghé cho em bón mua tài nha anh chị. Địa chỉ như thường lệ đó, cây xăng vào Hân Bình, Tịnh Đông, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi nha anh chị đó. Chỗ kế xanh đường mà nhân qua đường cái thuốc bác đây, anh chị mua tài nha đó. Chỗ em bón chân gò cánh gò đây đó. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị những video sau nha.